Mút, nước uống vì sữa chua. Đồng chí Thúy Hậu. Có. Lên vị trí thực hiện nội dung. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí làm việc. Rõ. Các đồng chí quan sát đồng chí Thúy Hậu thực hiện nội dung đúng theo yêu cầu khi thực hiện chào báo cáo với cấp trên trực tiếp. Yêu cầu các đồng chí biểu dương đồng chí Thúy Hậu. Hay quá ta. Yêu cầu các đồng chí biểu dương đồng chí Thúy Hậu. Tôi, Trần Thị Nam Thư, chiến sĩ tổ 3, mũi 1. Báo cáo đồng chí liên đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí thực hiện nhiệm vụ. Rõ. Qua kiểm tra, đặc biệt biểu dương đồng chí Nam Thư, đồng chí nắm rất chắc nội dung. Mặc dù quá trình giới thiệu tôi kiểm tra rất nhiều lần nhưng đồng chí Nam Thư chưa thực hiện được. Nhưng vừa rồi các đồng chí quan sát, đồng chí Nam Thư là người thực hiện tốt nhất. Nhận xét. Good Mood, nước uống vì sữa chua. Good Mood.